dã thánh đường cổ xưa của người Champa. Chúng tôi rời khỏi đoàn hang bí ký và tiếp tục tiến sâu vào phía bên trong đồng Phong Nha. Trên dòng sông ngầm, Phong Nha luôn ẩn chứa những khám phá bất ngờ, thú vị. Tháng 3 năm 2013, trong một lần cùng du khách khám phá chiều sâu bí ẩn Phong Nha, anh Hoàng Đăng Lan, hướng dẫn viên du lịch của Trung tâm Du lịch Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đã tình cờ phát hiện một bình gốm tròn nằm giữa hai chù đá. Bên trên miệng chiếc bình gốm, thạch nhũ đã phủ một lớp khá dày. Soi mình xuống dòng nước ngầm, chiếc bình gốm đã có mặt ở trong lòng Phong Nha bao lâu? Câu hỏi đang chờ câu trả lời từ phía những nhà khoa học. Dấu ấn của con người đã cùng nhiều điều thú vị khác của thiên nhiên làm nên sự kỳ diệu cho Phong Nha. Khám phá đồng Phong Nha, quý vị khán giả có thể tự mình trải nghiệm qua bảy nét độc đáo nhất ở đây. Tháng 4 năm 1997, một cuộc hội thảo khoa học về di tích danh thắng Phong Nha Xuân Sơn được tổ chức tại Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu khảo sát cho biết, Phong Nha có 7 điểm nổi bật được xếp hạng gồm: hang nước dài nhất, hang vòm có chiều dài 28 km. Xác lập điểm nổi bật thứ hai tại Phong Nha là cửa hang cao và rộng nhất. Nơi đó, hệ sinh thái trên cạn và dưới nước làm nên một bức tranh đầy ấn tượng. Đi qua cửa hang khoảng 500 m, những bãi cát, bãi đá rồng liên tục hiện ra, và những bãi cát cùng với những dãy đá ngầm đã được các nhà khoa học xếp hạng vào danh mục nổi bật thứ ba tại Phong Nha. Bãi cát, bãi đá rồng đẹp nhất. Điểm nổi bật thứ tư thuộc về những khối nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất. Tiếp đến là sông ngầm dài nhất, 13.969 m. Và Phong Nha cũng là nơi sở hữu những hồ nước ngầm đẹp nhất. Các nhà khoa học cũng đánh giá tiêu chí nổi bật thứ bảy tại Phong Nha chính là hang khô rồng và đẹp nhất. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, đặc biệt Phong Nha Kẻ Bàng là một điểm du lịch thu hút du khách. Tôi trở về Pháp sẽ giới thiệu với bạn bè tôi đến với đất nước này nhiều hơn. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nằm trên địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đặc trưng của khu vườn quốc gia này là những kiến tạo đá vôi tầng cát hàng triệu năm tuổi. Các loài hang đồng, sông ngầm và hệ đồng thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đồng Phong Nha dài 7.729 m, có 14 hang, có sông ngầm dài 13.969 m, lung linh kỳ ảo và rực rỡ thạch nhũ. Từ phía trên, nhũ đá nhỏ xuống trông như những giọt sương khổng lồ đang tan chảy. Bên dưới, dòng sông ngầm trong xanh, tĩnh lặng và bí ẩn. Bốn phía của Phong Nha đều thu hút con người đến kỳ lạ. Đó không chỉ là bức tranh thiên nhiên mang vẻ đẹp hoàn chỉnh, mà đó còn là sự sắp đặt đầy ấn tượng của tạo hóa.
Đồng Phong Nha có hai phần, đồng khô và đồng nước. Đồng khô nằm ở độ cao 200 m. Theo các nhà địa lý học, đồng khô cũng là dạng địa hình sông ngầm đã cạn nước. Ngày nay ở đồng khô chỉ còn lại những vòm đá trắng và cột đá xanh ngọc bích. Mang giá trị khoa học và giá trị danh thắng, đồng Phong Nha là điểm du lịch hàng năm thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan và khám phá.